Xin chào các bạn đã quay trở lại với chuỗi video bài giảng môn tài chính công được thực hiện bởi đội ngũ 500 anh em của StudyCare. Trong chương này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các công cụ lý thuyết sử dụng trong tài chính công để hiểu được cơ chế đằng sau việc đưa ra quyết định kinh tế của một đối tượng. Mục tiêu cuối cùng hướng đến của các quyết định kinh tế chính là lợi ích của toàn xã hội, điều mà chính phủ luôn muốn nhắm đến. Nếu bạn muốn trở thành một nhà lập sách cho chính phủ sau này thì việc tìm hiểu các công cụ phân tích là bước đầu để các bạn chắp cánh ước mơ nghề nghiệp tương lai cho mình. Bây giờ chúng ta cùng nhau vào bài học thôi. Trong phần 1 của chương 2 này, chúng ta sẽ tìm hiểu về công cụ phân tích đầu tiên, đó là công cụ phân tích dựa trên tối đa hóa hữu dụng, Utility Maximization, và ngân quỹ hạn chế, Budget Constraints. Và nội dung của chương này chính là câu trả lời cho câu hỏi: với ngân quỹ hạn chế thì giỏ hàng hóa, bundle of goods nào sẽ giúp người tiêu dùng tối đa hóa hữu dụng của họ? Hữu dụng của mỗi cá nhân, hay còn gọi là sự thỏa mãn, sẽ được thể hiện thông qua đường bàng quang, indifference curve. Bàng quang trong kinh tế học vi mô là thuật ngữ để chỉ thái độ của người tiêu dùng không có sự phân biệt giữa các lựa chọn kết hợp hàng hóa. Bởi lẽ, mọi lựa chọn đều cho tổng mức thỏa dụng bằng nhau. Bàng quang thường được thể hiện bằng đường bàng quang, indifference curve, trên một đồ thị hai chiều. Đường bàng quang có những đặc điểm như sau. Thứ nhất là người tiêu dùng thường ưa chuộng những đường bàng quang cao hơn. Các cá nhân thường lựa chọn rổ hàng hóa nằm trên đường bàng quang càng xa gốc tọa độ càng tốt, vì điều đó hàm ý rằng họ sẽ được tiêu thụ nhiều hơn. Ví dụ trên biểu đồ này, một cá nhân sẽ bàng quang giữa rổ hàng hóa A và B bởi vì chúng đều cho tổng mức thỏa dụng bằng nhau. Tuy nhiên, cá nhân này sẽ có khuynh hướng thích giỏ C hơn cả A và B bởi vì C nằm trên đường bàng quang màu đỏ, cách xa gốc tọa độ hơn. Đặc điểm thứ hai là đường bàng quang sẽ luôn dốc xuống. Đường bàng quang không thể dốc lên vì điều đó hàm ý rằng cá nhân sẽ bàng quang giữa rổ hàng hóa ít hơn và rổ hàng hóa nhiều hơn. Điều này vi phạm giả định là nhiều hàng hóa hơn thì sẽ tốt hơn. Vậy làm cách nào để xác định hữu dụng của cá nhân? Giả sử hữu dụng của mỗi cá nhân được thể hiện qua đường bàng quang, được xác định thông qua hàm hữu dụng, utility function, chúng ta sẽ tính toán các yếu tố sau đây. Thứ nhất là hữu dụng biên, marginal utility. Hữu dụng biên là hữu dụng tăng thêm khi cá nhân tiêu thụ thêm một đơn vị hàng hóa. Nguyên lý của hàm hữu dụng biên là hữu dụng biên giảm dần, có nghĩa là việc tiêu thụ thêm một loại hàng hóa khiến cho cá nhân ít hạnh phúc hơn là việc tiêu thụ một đơn vị hàng hóa trước đó. Ví dụ, cảm giác thích thú vào lần đầu tiên xem một bộ phim sẽ rất cao. Tuy nhiên, nếu bạn xem lại bộ phim này nhiều lần thì hứng thú sẽ giảm, tức là hữu dụng biên giảm dần theo mỗi lần bạn tiêu thụ bộ phim đó. Thứ hai là tỷ lệ thay thế biên, marginal rate of substitution. Tỷ lệ thay thế biên là tỷ lệ mà tại đó người tiêu dùng sẵn sàng đổi hàng hóa này để lấy hàng hóa khác. Tỷ lệ thay thế biên là độ dốc của đường bàng quang. Theo như đồ thị này thì tỷ lệ thay thế biên của phim đối với bánh kem sẽ được tính bằng công thức như sau. Tỷ lệ thay thế biên sẽ bằng trừ hữu dụng biên của phim chia cho hữu dụng biên của bánh. Vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu về hữu dụng, vậy hạn chế về ngân quỹ là gì? Hạn chế về ngân quỹ của mỗi cá nhân được thể hiện qua đường ngân sách, budget constraints. Đường ngân sách là tập hợp của mỗi hàng hóa mà mỗi cá nhân có thể mua được khi sử dụng toàn bộ thu nhập. Ví dụ như biểu đồ sau, với ngân sách là 96 đô, người tiêu dùng có thể mua tối đa 6 chiếc bánh. Khi đó, người này không còn tiền để mua vé xem phim. Hoặc người này có thể mua 12 vé xem phim và không mua bánh. Hoặc là người này có thể mua 4 bánh và 4 vé xem phim. Bất kể người này chọn mua bao nhiêu bánh và bao nhiêu vé xem phim thì tổng số tiền vẫn sẽ không thay đổi. Công thức của đường ngân sách đối với hai sản phẩm thể hiện dưới dạng phương trình đường thẳng như sau. Tổng ngân sách sẽ bằng giá tiền của bánh nhân với số lượng bánh cộng với giá tiền của vé xem phim nhân với số lượng vé xem phim. Khi kết hợp đường ngân sách và đường bàng quang, ta sẽ thấy lựa chọn tối ưu của người tiêu dùng dựa trên hữu dụng và ngân quỹ của mình chính là tiếp điểm giữa đường bàng quang và đường ngân sách. Tại điểm này thì tỷ lệ thay thế biên, độ dốc của đường bàng quang sẽ bằng với tỷ lệ giá, độ dốc của đường ngân sách. Do đó khi giá hàng hóa thay đổi thì điểm tối ưu của người tiêu dùng cũng sẽ thay đổi theo, bởi vì sự thay đổi về giá hàng hóa sẽ làm thay đổi đường bàng quang và đường ngân sách, từ đó làm thay đổi điểm tối ưu thông qua hai tác động. Thứ nhất là tác động thay thế, substitution effect, và tác động thu nhập, income effect.
Trên biểu đồ này chúng ta thấy với mức giá ban đầu thì ta sẽ có đường bàng quang IC1 và đường ngân sách BC1 giao nhau tại điểm A, chính là điểm tối ưu của người tiêu dùng. Tuy nhiên, nếu giá phim tăng lên thì chúng ta sẽ có một đường ngân sách mới là BCG tạo ra một điểm tối ưu mới, chính là điểm B. Điều này khiến cho người tiêu dùng có mức cầu về phim thấp hơn, bởi vì giá phim đang mắc hơn so với bánh kem, tức là điểm tối ưu sẽ di chuyển từ A sang B. Đây chính là tác động thay thế xảy ra khi hữu dụng cố định. Trong trường hợp giá không thay đổi nhưng thu nhập của người tiêu dùng bị giảm xuống thì chúng ta sẽ có đồng thời một đường bàng quang mới là IC2 và một đường ngân sách mới là BC2. Điểm tối ưu sẽ di chuyển từ B sang C, cho thấy người tiêu dùng sẽ tiếp tục giảm mức cầu về phim bởi vì thu nhập của họ đã thấp hơn. Đây là tác động thu nhập xảy ra khi giá tương đối cố định. Như vậy, chúng ta có thể rút ra định nghĩa về tác động thay thế và tác động thu nhập như sau. Tác động thay thế xảy ra khi hữu dụng cố định. Sự gia tăng trong giá tương đối của một hàng hóa sẽ luôn khiến cho một cá nhân tiêu thụ ít hàng hóa đó hơn. Còn tác động thu nhập liên quan đến sự tăng giá của một hàng hóa sẽ khiến cho một cá nhân tiêu thụ hàng hóa đó ít hơn vì thu nhập của người đó ít hơn trước đây. Tuy nhiên, để xét riêng tác động của thu nhập thì không phải lúc nào thu nhập tăng cá nhân cũng sẽ tiêu thụ nhiều hàng hóa hơn, bởi vì tác động của thu nhập cũng liên quan đến loại hàng hóa. Đối với những hàng hóa thông thường thì thu nhập tăng sẽ dẫn đến mức cầu tăng, còn đối với những hàng hóa cấp thấp thì thu nhập tăng sẽ dẫn đến mức cầu giảm. Như vậy, bài học hôm nay của chúng ta đến đây là hết rồi. Trong bài này, chúng ta đã cùng tìm hiểu về công cụ đầu tiên thường được áp dụng trong phân tích tài chính công, đó là tối đa hóa hữu dụng với ngân quỹ hạn chế. Trong video kỳ sau, chúng ta sẽ tìm hiểu về một công cụ khác cũng vô cùng quan trọng, đó là phân tích điểm cân bằng, equilibrium, và lợi ích xã hội, social welfare. Các bạn nhớ đón theo dõi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.